Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 10, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đông đảo người dân thôn 3 xã Xuân Đám, huyện Cát Hải phấn khởi tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thoát nghèo bền vững luôn là thách thức đặt ra với tất cả các tỉnh, thành phố, trong đó có Hải Phòng, trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu giảm hộ nghèo. Tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp vận tải hàng hóa trụ vững và phát triển là việc làm cấp thiết bởi hiện nay các doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vừa chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cát Hải tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư tại thôn 3, xã Xuân Đám. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phạm Văn Hà tới dự chung vui cùng người dân địa phương. Thôn 3, xã Xuân Đám có 70 hộ với 271 nhân khẩu, chia làm 3 tổ nhân dân tự quản. Các tiêu chí của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư luôn được địa phương tích cực thực hiện, đạt kết quả tốt. Toàn thôn có từ 85 đến 90% hộ khá, thu nhập bình quân hơn 32 triệu đồng một người một năm. Năm 2018, thôn 3 phấn đấu 100% hộ gia đình đăng ký tham gia hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa và trở thành điểm sáng trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố biểu dương khen thưởng. Còn tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, đông đảo người dân cũng nô nức tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong ngày hội, người dân phường Sở Dầu được tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại ngày hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và quận Hồng Bàng biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tại cơ sở. Phường Sở Dầu biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, đồng thời trao 24 suất quà cho các gia đình nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Cùng với ôn lại lịch sử 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ dân phố tại phường Sở Dầu tiếp tục ký kết thi đua, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và mô hình tổ dân phố an toàn văn minh. Những bài ca điệu nhảy truyền thống của dân tộc cũng được người dân nhiệt tình tham gia, tạo không khí vui tươi sôi nổi. Qua cái phong trào ngày hội đoàn kết toàn dân của phường Sở Dầu hôm nay ấy, thì tôi có cái cảm nhận và mọi người dân có cảm nhận là khơi dậy một cái tình cảm, tình đoàn kết, tình thống nhất toàn dân và đẩy mạnh các cái phong trào thi đua lao động và sản xuất, đưa những các cái phong trào càng ngày càng lên cao được. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Sở Dầu là ngày hội làm điểm để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hồng Bàng chỉ đạo triển khai tới các phường trên địa bàn trong thời gian tới. Phường Sở Dầu được làm trước để bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 là các phường còn lại sẽ tổ chức đại trà với tinh thần chung đổi mới là chúng tôi khuyến khích là các phường nên tổ chức theo mô hình liên tổ hoặc toàn phường để nó tạo ra được một cái khí thế các tầng lớp nhân dân được tham dự để cho cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nó thực sự là thiết thực và hiệu quả. Việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, từ đó thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, góp phần củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thời kỳ mới. Chuyển sang những thông tin khác, Tổng cục Thống kê vừa công bố một số chỉ tiêu chủ yếu 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016. Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng đầu năm của cả nước tăng 8,7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt là 20,7% và 22%, cho thấy tình hình xuất nhập khẩu của cả nước tiếp tục gia tăng trong những tháng cuối năm. Về chỉ số giá tiêu dùng, thống kê cho thấy giá lương thực không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó giá thực phẩm giảm rõ rệt, nhất là trong tháng 6 năm nay. Trong khi giá đô la Mỹ không có biến động nhiều, thì giá vàng tháng 9 đang ở mức cao,
bằng với cùng kỳ năm 2016. Nhu cầu sử dụng vàng trang sức và dự trữ dịp cuối năm gia tăng, phần nào làm giá vàng tăng so với các tháng trước. Vừa qua, tại Trung tâm Mỹ thuật và Triển lãm Hải Phòng, hơn 80 bức ảnh đã được lựa chọn trưng bày tại Liên hoan các câu lạc bộ nhiếp ảnh Hải Phòng lần thứ 6 năm 2017. Đây là cuộc thi dành riêng cho những nhiếp ảnh gia chưa phải là hội viên Hội nhiếp ảnh Hải Phòng và hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, nhằm tăng cường giao lưu học hỏi giữa các nhiếp ảnh gia cũng như góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố. Sau gần 2 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 200 bức ảnh của gần 50 tác giả đến từ các câu lạc bộ và những người yêu thích nhiếp ảnh. Chất lượng ảnh dự thi tại liên hoan lần này được ban tổ chức đánh giá cao hơn so với các kỳ liên hoan trước. Các tác giả đầu tư khá công phu, có nhiều sáng tạo trong cách thể hiện, đổi mới trong cách tiếp cận và đặt vấn đề, phản ánh sinh động nhịp sống của người dân thành phố Cảng cũng như vẻ đẹp phong cảnh văn hóa trên các vùng miền Tổ quốc. 80 bức ảnh xuất sắc được lựa chọn để trao giải và trưng bày tại triển lãm phục vụ người dân du khách tới thưởng lãm. Các tác giả có tranh đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được kết nạp vào Hội nhiếp ảnh Hải Phòng. Mới đây, Cụm Doanh nghiệp An toàn Phòng cháy chữa cháy Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên đã thành lập và đi vào hoạt động. Cụm Doanh nghiệp An toàn Phòng cháy chữa cháy Nam Cầu Kiền có 14 đơn vị doanh nghiệp hoạt động theo hình thức tự nguyện liên kết, hỗ trợ nhau trong công tác phòng cháy chữa cháy, giúp các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm luật phòng cháy chữa cháy và các quy định liên quan, đôn đốc thủ trưởng các đơn vị trong cụm làm tốt việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, chuyên gia nước ngoài và khách hàng thực hiện nghiêm luật phòng cháy chữa cháy, tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô, các dịp lễ Tết và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Nhân dịp này, các đơn vị ký giao ước thi đua, chủ động phòng ngừa sự cố cháy nổ, sẵn sàng chữa cháy và phối hợp chữa cháy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thuận Phong, Cụm Doanh nghiệp An toàn Phòng cháy chữa cháy Nam Sơn, Bắc Sơn, huyện An Dương vừa tổ chức thực tập chữa cháy năm 2017 nhằm chủ động ngăn ngừa, sẵn sàng chữa cháy hiệu quả khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Phương án thực tập có sự phối hợp của 8 đơn vị thành viên cụm doanh nghiệp và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố tham gia với phương châm 4 tại chỗ. Tình huống giả định là sự cố chập điện gây cháy tại nhà xử lý phân loại rác. Khi phát hiện có cháy, lực lượng tại chỗ báo cháy tới cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đồng thời huy động các lực lượng tham gia chữa cháy ban đầu, cứu người và tài sản. Sau 5 phút nhận thông tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 có mặt với 2 phương tiện chuyên dụng, phối hợp tiếp cận đám cháy, tập trung phun nước dập lửa, hoàn thành nhiệm vụ chữa cháy trong tình huống giả định. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm Việt Nam đạt mục tiêu giảm từ 1 đến 1,5% hộ nghèo, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 như đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, thoát nghèo bền vững luôn là thách thức đặt ra với tất cả các tỉnh thành phố, trong đó có Hải Phòng. Nhân tháng hành động vì người nghèo năm nay, mục góc nhìn thời sự cuối tuần sẽ bàn luận về vấn đề này. Ở thôn Đồng Quán, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, gia đình bà Nguyễn Thị Dụng, sinh năm 1951, được coi là một hộ nghèo bền vững, bởi đơn giản, từ cả chục năm nay, họ chưa bao giờ thoát nghèo. Chồng mất sớm, hiện bà đang sống với người con trai cả, vốn là lao động tự do, không có tay nghề nên thu nhập rất thấp. Còn dâu cũng chỉ đi chợ bán mấy mớ rau vặt ở vườn nhà. Chật vật xoay sở bữa no với họ vốn đã khó khăn, nhưng vì muốn có người nối dõi tông đường, họ còn sinh tới 4 đứa nhỏ. Ngoài việc được miễn giảm học phí, thì mọi khoản khác của các cháu khi tới trường, gia đình vẫn phải lo đầy đủ. Vốn dĩ nhà còn có 2 sào ruộng, nhưng vụ này mất mùa, chỉ cho được 2 tạ thóc, chẳng thể nào đủ cho 7 miệng ăn. Hỏi sao gia đình không ai nghĩ cách xoay sở nghề nghiệp khác cho ổn định, thì bà trả lời, muốn học nghề, con trai bà không có tiền, con dâu bà không có thời gian, con bà không có sức khỏe. Bởi vậy, với những trường hợp như gia đình bà Dụng, con đường thoát nghèo quả thực rất khó khăn. Những hộ nông dân nông thôn đã nghèo rồi thì rất khó thoát nghèo, nó có mấy cái lý do, không có lao động. Thế và những trường hợp có lao động thì gần như là không có cái sự đào tạo, cho nên là chỉ lao động thời vụ. Mà đã lao động thời vụ thì cái thu nhập là không ổn định. Có một cái nguồn vốn cũng không dám vay, bởi vì không có phương án sản xuất cũng không dám vay vốn. Mà cái ruộng đất của địa phương thì mỗi một khẩu có một sào ruộng thôi. Xác định đến năm 1994, còn sau này thì cũng không chia thêm. Nông dân, nông nghiệp, nông thôn như những mắt xích có liên quan chặt chẽ với nhau. Ở nông thôn, người nông dân chủ yếu vẫn là làm nông nghiệp.
nhưng kiểu nông nghiệp nhỏ lẻ dựa trên vốn tư liệu sản xuất tự có của gia đình và kinh nghiệm chuyển nối không qua học hành đào tạo thì khả năng đương đầu với những rủi ro thiên nhiên cũng là rất thấp. Và khi nghề nghiệp khác lại không có, bản thân thì an phận, thụ động, họ rất khó thoát nghèo, hoặc thoát nghèo rồi lại tái nghèo cũng là điều dễ hiểu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là người nghèo ở nông thôn, còn người nghèo ở thành thị thì sao? Họ có gì khác biệt? Chúng tôi đã liên lạc điện thoại với ông Nguyễn Chí Hùng là chuyên gia phát triển cộng đồng của tổ chức World Vision và chúng ta hãy cùng thử nghe ý kiến của ông Hùng về vấn đề này. Người nghèo ở đô thị nói chung đa số là làm tự làm là tự ăn, nghĩa là tự mình làm thuê, vậy mình nghỉ hôm nào đói luôn hôm đấy. Tài sản của họ nó ít, tài sản ở đây là gồm có tài sản về mặt con người, nghĩa là sức lao động. Ví dụ họ có một người mà phải nuôi 3-4 người, ốm đau bệnh tật, con nhỏ đi học, chi phí ở đô thị rất là lớn, chi phí về ăn uống, chi phí về giáo dục, chi phí về y tế. Để mà thoát khỏi thì họ phải có một cái thu nhập vượt hẳn lên. Gia đình ông Nguyễn Văn Ất, 75 tuổi và bà Nguyễn Thị Thảo, 60 tuổi, không thể thoát nghèo cũng bởi vì những nguyên nhân như vậy. Tài sản duy nhất là căn nhà 14m2 không còn nữa khi người con trai mắc nghiện ma túy đã phạm tội phải vào tù. Con dâu bỏ đi để lại đứa cháu trai bệnh tật. 14 năm nuôi cháu từ khi nó ra đời, rồi đến lớp, đến trường là biết bao chi phí phải đóng, trong khi ông thì mắc bệnh nặng không còn sức lao động. Vất vưởng thuê nhà, một mình bà Thảo dù có chăm chỉ bán cháo, bán mía mỗi ngày cũng chỉ kiếm được chừng 50.000 đồng một ngày. Vậy nên, dù may mắn có được khoản vay hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thì bà cũng không biết đến bao giờ mới có thể trả nợ, nói chi tới thoát nghèo. Cảm ơn quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong mục Góc nhìn thời sự, chương trình với thời lượng 10 phút dành cho những vấn đề thời sự mà chúng ta đều quan tâm. Xin được cảm ơn ông Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đến với trường quay ngày hôm nay. Thưa ông, phóng sự vừa rồi có lẽ đã phản ánh một phần nào đó tình trạng người nghèo trên địa bàn thành phố hiện nay. Vậy thì theo ông thì tại sao mặc dù chúng ta đã có nhiều nỗ lực nhưng mà tỷ lệ người nghèo thành phố hiện vẫn ở mức trên 2,5% và tại sao vẫn còn những hộ tái nghèo? Chúng tôi suy nghĩ có hai cái nguyên nhân chủ yếu sau đây. Một là cái nguyên nhân do cái rủi ro tự thân, hay nói cách khác là cái rủi ro nội tại của các cái hộ nghèo. Thì thường các cái hộ nghèo thì họ có cái thu nhập thấp, bấp bênh. Thế và họ thường là rơi vào những cái đối tượng ốm đau dài ngày hoặc là cái tái phát do bệnh tật. Thứ nữa là cái kỹ năng và cái kiến thức thoát nghèo của họ là thiếu. Cái nguyên nhân thứ hai mà chúng tôi cho rằng cái tác động từ bên ngoài đó là cái việc bão lũ, úng lụt, hạn hán, thế rồi biến đổi khí hậu. Thế và tất cả những cái tác động từ bên ngoài này thì ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp làm tổn hại và cái ảnh hưởng xấu đến cái đối tượng nghèo. Bởi chính họ là những cái đối tượng mà dễ có cái đời sống thu nhập thấp và có cái điều kiện cũng rất thấp. Vâng, do đó giảm nghèo là mục tiêu lớn của Đảng và Nhà nước ta trong suốt hơn 30 năm đổi mới. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng không thể phủ nhận hiệu quả mà các cuộc vận động về người nghèo đã mang lại. Chỉ với 5 triệu đồng tiền vốn hỗ trợ, quý vị và các bạn có tin rằng một gia đình thuộc diện nghèo có thể thoát nghèo bền vững, thậm chí là tạo việc làm cho những lao động khác? Hãy cùng chúng tôi theo dõi một câu chuyện sau đây. Từ năm 2014 trở về trước, gia đình ông Bùi Văn Trạnh ở thôn Nãi Sơn, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy thuộc diện hộ nghèo của xã. Nghèo bởi vì hai vợ chồng ông Trạnh chỉ cày cấy mấy sào ruộng, thu nhập không đủ nuôi một nách 5 người con đang độ tuổi ăn học. Có đồng nào tiêu hết đồng đấy, tiền ăn không đủ thì nghĩ gì đến tích cóp phát triển sản xuất. Năm 2014, qua tìm hiểu hoàn cảnh hộ nghèo ở các địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố quyết định hỗ trợ gia đình ông Trạnh 5 triệu đồng tiền vốn phát triển sản xuất. 5 triệu đồng số tiền cũng chẳng nhiều, vậy làm thế nào để thoát nghèo? Nghĩ là làm, ông Trạnh mang 5 triệu mua 10 con lợn và một ít giống cá. Bằng sự chăm chỉ cần mẫn, ông nuôi thành công lứa đầu tiên, tiếp tục lấy vốn để phát triển sản xuất, mở rộng chuồng trại và ao nuôi cá. Có nguồn vốn ổn định, ông quyết định mở xưởng nhôm kính để con trai có công ăn việc làm. Đến nay, xưởng đi vào hoạt động, đem lại thu nhập tốt, tạo việc làm cho từ 4 đến 5 lao động khác với thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng một tháng. Chỉ sau 2 năm phát triển sản xuất từ đồng vốn được hỗ trợ, gia đình ông Trạnh đã thoát nghèo. Từ cái hỗ trợ 5 triệu của chương trình hỗ trợ hộ nghèo, tôi mua lợn và mua cá để nuôi trang trại. Thì là cũng từ đấy gột lên, thì làm kinh tế nó phát triển lên, rất là phấn khởi. Những phong trào nghĩa tình,
những cách làm xóa đói giảm nghèo hiệu quả, sự công khai minh bạch trong thực hiện quỹ. Từ những hoạt động thiết thực này, nhiều số phận đã vươn lên thoát nghèo như một kỳ tích. Tôi quan niệm rằng là cho họ cái cần câu cơm thì họ sẽ phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Và trước khi chúng tôi hỗ trợ vốn thì chúng tôi phối hợp với Mặt trận Tổ quốc của xã và các ban Mặt trận Tổ quốc của các thôn để đi đến tận các hộ khảo sát và đủ các cái điều kiện như là có sức lao động, rồi là có cái tinh thần vươn lên thoát nghèo. 3 năm gần đây thì chúng tôi đã huy động và hỗ trợ cho 90 hộ nghèo trong toàn huyện. Và đến nay thì khoảng trên 97% các cái hộ này đã vươn lên và thoát nghèo một cách bền vững. Hôm nay, ông Trạnh xuất bán 14 con lợn thịt, thu về khoảng 40 triệu đồng. Nhìn người đàn ông này, không ai có thể nghĩ rằng cách đây 4 năm, gia đình ông vẫn thuộc diện hộ nghèo. Đã ở vào tuổi trên 60, song ông Trạnh vẫn lao động hết mình và tin tưởng vào những thành quả từ lao động. Có hỗ trợ nguồn vốn ban đầu, có sức lao động, có quyết tâm thì rõ ràng không khó để thoát nghèo bền vững. Vâng, cùng cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây là thông điệp trong tháng cao điểm về người nghèo năm nay. Vậy thì theo ông, trong thời gian tới thì quỹ vì người nghèo thành phố sẽ được sử dụng như thế nào để đảm bảo hiệu quả và giúp người nghèo có thể là không những là thoát nghèo bền vững mà còn thoát khỏi tình trạng tái nghèo, thưa ông? Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2017, quỹ vì người nghèo thành phố đã tiếp nhận được hơn gần 3.000 tỷ đồng. Kết quả đó cùng với các cái chương trình an sinh xã hội khác của thành phố thì đã có cái tác động tích cực đến cái việc thực hiện cái chương trình giảm nghèo của quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng của chúng ta. Thưa ông, thì chúng ta đều biết rằng là để cho người nghèo thoát được nghèo bền vững thì rõ ràng là chúng ta không chỉ đưa cho người nghèo một con cá, nói một cách hình ảnh là chúng ta không chỉ đưa cho người nghèo con cá mà chúng ta phải đưa cho người nghèo cần câu. Vậy thì với góc độ mặt trận thì ông có những cái khuyến cáo gì, những cái lời khuyên, những cái khuyến nghị gì để giúp cho người nghèo có thể là tự tin và khi mà tiếp nhận được những cái hỗ trợ từ các cơ quan chức năng thì họ có thể tự tin dùng cái đồng vốn đấy để thoát nghèo bền vững? Những người nghèo thì thường là họ thiếu cái kỹ năng và họ thiếu cái kiến thức để thoát nghèo. Vấn đề đặt ra là chúng ta hỗ trợ cái kinh phí hoặc các cái điều kiện khác giúp đỡ người nghèo, nhưng đó chỉ là những cái điều kiện ban đầu. Vấn đề quan trọng còn lại là chính người nghèo là họ phải có một cái tâm thế, họ phải có một cái khát vọng để vươn lên thoát nghèo. Thì đây rất quan trọng. Nhưng mà các cấp các ngành, trong đó mặt trận, các cái đoàn thể chính trị xã hội thì chúng ta cần phải bám sát vào cái đoàn viên hội viên của mình để có trách nhiệm chung tay giúp đỡ, hướng dẫn và chia sẻ cùng với họ những kinh nghiệm, những cái kỹ năng để thoát nghèo. Và cái cách đó là cái cách mà bản thân cá nhân hộ nghèo cùng với các cái tổ chức chính trị xã hội, các cái tổ chức thành viên của mặt trận cùng phải chung tay góp sức để phối hợp thực hiện cái chương trình này. Xin được cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi và chúng ta cùng tin tưởng rằng với truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc thì sẽ có tiếp tục có thêm những hoạt động ý nghĩa trong tháng cao điểm vì người nghèo để người nghèo có thể thực sự thoát nghèo bền vững bằng chính đôi tay và khối óc của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau. Trong phần tiếp theo của chương trình, tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp vận tải hàng hóa trụ vững và phát triển là việc làm cấp thiết. Bởi hiện nay, các doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tăng cường các giải pháp chống ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trên địa bàn thành phố. Là một trong số hơn 500 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố, với bề dày hơn 10 năm hoạt động tại khu công nghiệp Nomura, công ty trách nhiệm hữu hạn Daito Rubber Việt Nam luôn duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Công ty Daito Rubber Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm từ cao su, silicon và gioăng đệm cao su, silicon các loại. Công ty hiện có 3 xưởng, gồm đúc sản phẩm cao su, phụ trợ, kiểm tra hoàn thiện đóng gói sản phẩm với tổng số lao động gần 300 công nhân. Tôi vào công ty thì được 6 năm rồi, công việc thì nói chung là đều đặn. Tôi có mong muốn là công ty ngày một phát triển thì công việc của tôi sẽ ổn định. Từ số vốn đầu tư 4 triệu đô la Mỹ ban đầu, đến nay công ty đã nâng vốn đầu tư lên 8 triệu đô la Mỹ, doanh thu 9 tháng năm 2017 đạt hơn 2,8 triệu đô la.
Trong khi nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, thiếu nhỡ việc làm cho công nhân, thì tại công ty, người lao động luôn có việc làm và thu nhập ổn định. Xưởng 3 của chúng tôi thì vẫn còn trống rất là nhiều vị trí. Và kế hoạch trong sang năm tiếp theo chúng tôi sẽ lại nhập tiếp máy về. Thì khi đó thì nhập thêm một số dây chuyền công nghệ khác. Khi đó thì chúng ta sẽ có nhu cầu tuyển dụng thêm. Còn nhưng mà thời điểm này thì là cuối năm cũng đơn hàng tăng cao thì cái nhu cầu về nguồn lao động cũng rất là cần thiết. Là khu vực kinh tế quan trọng, các doanh nghiệp FDI đóng vai trò đáng kể vào thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Việc thu hút đầu tư nước ngoài của thành phố thời gian qua đã đáp ứng những mục tiêu về vốn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động, tiếp thu công nghệ và kinh nghiệm quản lý hiện đại. Năm 2017, dự kiến thu hút FDI của thành phố sẽ đạt khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Thời gian qua, số lượng doanh nghiệp vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng phát triển nhanh chóng với hàng nghìn đầu xe container đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Số lượng xe container tăng 2 lần so với trước năm 2014, nhưng số xe hoạt động thường xuyên chỉ đạt từ 50 đến 60% tổng lượng xe hiện có của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp vận tải đang hoạt động cầm chừng, có nguy cơ phá sản bởi gặp nhiều khó khăn. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này. Công ty vận tải Thái Bình Đông Á thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp quận Hải An có 32 xe container, nhưng hiện nay chỉ có 15 xe đang có hàng, còn lại 16 xe hoạt động cầm chừng. Hàng tháng doanh nghiệp vẫn phải trả lãi ngân hàng, phí bảo trì đường bộ, đăng kiểm và trả lương cho 100% lái xe cùng đội ngũ nhân viên. Không chỉ doanh nghiệp này mà tại quận Hải An còn hàng trăm doanh nghiệp cũng đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nhiều giấy phép con chồng chéo cho một chiếc xe lưu thông trên đường đã khiến doanh nghiệp gặp khó khăn, thua lỗ, không còn khả năng kinh doanh. Một số doanh nghiệp vận tải hàng hóa đã xin trả lại phù hiệu cho Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng. Các cái giấy phép nhỏ, tôi nói đơn giản như cái giấy phép vận tải container, cái đấy là rất vô lý. Thứ nhất là cái xe theo tiêu chuẩn của quốc tế là người ta sản xuất ra cái xe này để chạy cái xe chuyên dùng này, để chạy cái container 40 feet mà cái gearbox là được phép chạy. Thì tại sao bây giờ mình về mình lại còn phải xin cấp phép nữa? Đấy là trái với quy định, không làm như thế là không đúng theo cái lộ trình. Mà làm như thế vô hình dung là gây khó khăn cho doanh nghiệp. Mới nhiều cái là bây giờ các cái chính sách của mình là mình nên làm chính sách để mở cho tất cả các doanh nghiệp ở đây người ta hoạt động làm sao là có hiệu quả. Hiện nay, tình trạng chở hàng quá tải diễn ra phức tạp cả trên đường bộ và đường thủy nội địa. Thậm chí nhiều phương tiện chở hàng hóa quá tải đi vào đường cấm, trốn vé cầu đường đã gây ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa các doanh nghiệp vận tải. Nhiều doanh nghiệp chở đủ tải, không cạnh tranh được giá cước, không có hàng để chở, chi phí phát sinh tăng cao trong khi giá cước lại giảm. Thế mà sang đến năm nay thì là cái vận tải là kém đi nhiều quá bởi mấy lý do. Lý do thứ nhất là cái việc là cái giá cước và cái giá dịch vụ nó chênh nhau rất là nhiều mà các doanh nghiệp rất khó khăn. Cái lượng vận tải nay là như vậy chỉ còn chạy hoạt động có một nửa bởi vì là hàng ít. Cái nữa là vấn đề nữa là cái cạnh tranh không lành mạnh. Mà riêng về cái phần vận tải thì đề nghị với thành phố làm sao mà duy trì các cái trạm kiểm soát là phải chặt chẽ hơn để đảm bảo cái công bằng cho những người làm công tác vận tải và đồng thời cũng đảm bảo cho cái việc là đảm bảo cho đường xá đỡ hỏng. Có thể thấy trong thời gian qua, ngành vận tải đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, tăng sản lượng lưu chuyển hàng hóa qua cảng Hải Phòng, thúc đẩy phát triển chuỗi dịch vụ logistics. Bởi mỗi ngày có khoảng 4.000 đến 5.000 container được vận chuyển ra khỏi địa bàn thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên hiện nay, doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn, nguồn thu giảm hoặc không có doanh thu nên tác động tiêu cực đến chỉ tiêu thu ngân sách của một số địa phương. Do vậy, việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải để trụ vững và phát triển là việc làm cấp thiết hiện nay. Hiện nay vào giờ cao điểm tại một số tuyến phố trong khu vực nội thành tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông cục bộ. Để giải quyết tình trạng này, lực lượng phòng cảnh sát giao thông bộ sắt công an thành phố đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên những tuyến đường này. Thời gian qua, cùng với sự gia tăng các loại phương tiện là việc triển khai phân luồng giao thông phục vụ thi công các dự án trọng điểm của thành phố. Bởi vậy, vào các giờ cao điểm, tại một số tuyến phố như Cầu Đất, Lạch Tray, Tô Hiệu, Nguyễn Văn Linh, Trần Nguyên Hãn, mật độ xe lưu thông cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông cục bộ.
Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng tránh nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Bộ Sát Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị phụ trách địa bàn bố trí lực lượng chốt trực cố định tại các nút giao để điều tiết phân luồng giao thông, chủ động có phương án xử lý khi xảy ra ùn tắc cục bộ, nhất là vào thời điểm buổi sáng và từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút chiều. Xuất phát từ cái tình hình thực tiễn, chúng tôi đã bố trí đầy đủ lực lượng để làm nhiệm vụ điều tiết hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông. Trong các cái trường hợp cần thiết thì chúng tôi đã tiến hành việc phân luồng, tạm đình chỉ và tách các cái dòng phương tiện, đặc biệt đối với ô tô chở khách và ô tô tải, theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được luật quy định, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đảm bảo cho các cái phương tiện lưu thông sang một hướng khác được an toàn và thuận lợi. Bên cạnh bố trí lực lượng chốt trực, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Bộ Sát còn tăng cường tuần tra tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông, nhắc nhở xử lý nghiêm vi phạm, nhất là đối với những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc giao thông. Nhờ vậy, thời gian qua, tình trạng ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm tại những khu vực được xem là điểm nóng trước đây đã giảm đáng kể, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông. Chuyển sang phần tin quốc tế. Lực lượng Hải quân Mỹ vừa giải cứu hai phụ nữ bị trôi giạt trên Thái Bình Dương suốt 5 tháng qua sau khi chiếc thuyền buồm của hai người này bị hỏng động cơ. Chị Jennifer Appen, 48 tuổi, và cô bạn Tasha Fuyava không thể tin rằng mình có thể được giải cứu sau nhiều ngày lênh đênh trên biển trong vô vọng. Chỉ khi được đưa vào bờ, họ mới biết rằng đã được cứu sống. Đầu năm nay, hai người phụ nữ này đã lên chiếc thuyền buồm cùng hai chú chó rời cảng Hawaii của Mỹ để hướng tới đảo Tahiti ở Caribe. Tuy nhiên, cho tới tháng 5 thì động cơ thuyền buồm bất ngờ bị hỏng do thời tiết xấu và họ bị lạc trôi giữa Thái Bình Dương kể từ đó, trong khi mọi tín hiệu cầu cứu đều không được đáp lại. Jennifer Appen cho biết chiếc thuyền đã bị gió đẩy tới khu vực Tam Giác Quỷ, nơi mà có rất nhiều tàu thuyền đi vào mà không thể đi ra hoặc bị cá mập tấn công. May thay họ đã không gặp vấn đề gì. Hai người phụ nữ cho biết họ sống sót nhờ mang theo máy lọc nước và lượng thực phẩm đủ dùng trong một năm, trong khi hành trình của họ được dự tính nếu thuận lợi chỉ mất 3 tháng. Ngày 24 tháng 10 vừa qua, một tàu cá của Đài Loan Trung Quốc đã phát hiện ra chiếc thuyền buồm ở vùng biển cách bờ biển Nhật Bản khoảng 1.500 km về phía đông nam và đã thông báo cho tàu đổ bộ USS Aslan của Mỹ đang có mặt trong khu vực để giải cứu họ. Trong nhiều năm qua, tàu phá băng Polar Stern đóng vai trò quan trọng trong công tác nghiên cứu về biến đổi khí hậu của các nhà khoa học Đức. Chuyến thám hiểm mới nhất của tàu tới Greenland đã cho thấy những diễn biến xấu hơn của tình trạng biến đổi khí hậu vùng cực. Những nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học chỉ ra rằng hiện tượng sông băng tan chảy đang diễn ra nhanh hơn dự báo. Các chuyên gia bày tỏ sự quan ngại sâu sắc bởi ban đầu chỉ có vùng sông băng phía Nam và phía Tây Greenland bị ảnh hưởng. Nhưng giờ đây vùng phía Bắc cũng trong quá trình tan băng. Quá trình sông băng tan chảy nhanh hơn sẽ khiến lãnh thổ sống của gấu trắng Bắc Cực thu hẹp đáng kể và mực nước biển cũng sẽ dâng lên ở tốc độ nhanh hơn nhiều so với các dự báo trước đây. Robot mang tên Sophia vừa được chính phủ Ả Rập Xê Út trao quyền công dân và qua đó trở thành robot đầu tiên trên thế giới được cấp quyền công dân. Xuất hiện tại một sự kiện vừa diễn ra ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, robot Sophia cho biết cô muốn sử dụng trí tuệ thông minh của mình để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho con người. Sophia cũng nhấn mạnh bộ não của cô được thiết kế dựa trên các giá trị quan của con người và cô sẽ cố gắng trở thành một robot biết lắng nghe và thấu hiểu nhất trong khả năng có thể. Robot Sophia là sản phẩm của hãng chế tạo Hanson Robotics, Mỹ. Hộp sọ bằng nhựa của Sophia sử dụng trí tuệ nhân tạo và ứng dụng Google Cloud Speak giúp Sophia có thể nhận diện gương mặt, phân biệt ngôn ngữ, thậm chí cười với các câu đùa của đối phương. Mặc dù robot Sophia vẫn chưa sở hữu ý thức cá nhân, nhưng CEO của Hanson Robotics, ông David Hanson, tự tin tuyên bố thế hệ robot sở hữu ý thức con người sẽ xuất hiện sau 20 năm nữa. Hội chợ triển lãm Comic-Con Paris 2017 vừa khai mạc tại Pháp. Sự kiện văn hóa thường niên này là dịp để người hâm mộ tìm hiểu các sản phẩm truyện tranh, trò chơi điện tử, đồ chơi hay phim khoa học giả tưởng được ra mắt trong tương lai. Đây là năm thứ 3 thủ đô Paris của Pháp tổ chức hội chợ triển lãm Comic-Con và được hy vọng sẽ thu hút hàng chục nghìn du khách tham quan trong thời gian diễn ra sự kiện. Nhiều người hâm mộ đã rất hào hứng tham gia triển lãm trong trang phục của các nhân vật trong truyện tranh hay phim khoa học giả tưởng như Iron Man, siêu nhân hay người nhện. Tại đây, các hãng tên tuổi trong ngành giải trí tổ chức các sự kiện để ra mắt các sản phẩm mới nhất của họ đến với công chúng.
Theo đó, khách tham quan có thể trực tiếp tham gia vào các trò chơi game mới nhất và đang gây sốt. Vào thời điểm cận kề lễ hội Halloween, nên các thể loại phim kinh dị được trình chiếu tại triển lãm đặc biệt thu hút sự chú ý của khách tham quan. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.